Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Huawei đạt tham vọng lớn với dòng flagship mới. Sau một thời gian vắng bóng trên thị trường smartphone, Huawei đang chuẩn bị cho sự trở lại ấn tượng với dòng Pura mới, có tên là Pura 70. Theo các chuyên gia, Huawei đặt mục tiêu bán được hơn 10 triệu chiếc trong năm nay nếu không gặp trở ngại về sản xuất và giá bán. Dòng này thì bao gồm 4 phiên bản là tiêu chuẩn Pro, Pro Plus và Ultra. Đáng chú ý, chúng đều được sở hữu con chip Kirin 9010 mạnh mẽ, trong đó bản Ultra sở hữu camera chính 50 chấm với cảm biến 1 inch cùng khả năng zoom kỹ thuật số lên tới 100x. Với định vị là dòng sản phẩm hoàn toàn mới, Pura mang ý nghĩa tinh khiết và đẹp trong tiếng Tây Ban Nha, phản ánh cam kết của Huawei về thiết kế thanh lịch, vượt thời gian và đột phá trên smartphone. Giá bán của dòng máy này sẽ dao động từ 19,2 đến 35 triệu đồng. Tin tức tiếp theo, chip flagship mới của Samsung có gì để so với Snapdragon 8 Gen 4? Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc flagship, Samsung dự kiến chuẩn bị tung ra Exynos 2500. Theo các thông tin mới nhất thì con chip này dự kiến vượt trội hơn cả Snapdragon 8 Gen 4. Theo ghi chép thì con chip này chế tạo trên quy trình 3 nanomet thế hệ thứ 2 của Samsung, với lý thuyết là mạnh hơn quy trình 3 nanomet của TSMC, một quy trình đang được sử dụng trên con chip 8 Gen 4. Đáng chú ý, Exynos 2500 không chỉ tiết kiệm năng lượng hơn mà còn mạnh hơn cả Exynos 2400. Để đạt được điều này thì Samsung sẽ sử dụng Tensor Processing Unit từ chip Tensor của Google, thay vì là NPU như trên Exynos 2400. Bên cạnh đó thì GPU Eclipse 950 cũng sẽ mạnh hơn đáng kể. Mọi thứ hiện tại thì đều nằm trên giấy tờ và Samsung thì chưa bao giờ làm người dùng thất vọng về khoản này cả. Tuy nhiên ở thực tế thì ông lớn này vẫn chưa chứng minh được quá nhiều. Hy vọng là năm nay Samsung sẽ thay đổi điều đó. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, Z Flip 6 lộ hiệu năng cực khủng. Ngày ra mắt của thế hệ màn hình gập mới của Samsung là Galaxy Z Flip 6 đang đến rất gần. Cụ thể, chiếc máy này được trang bị Snapdragon 8 Gen 3, kết hợp 8GB RAM và chạy Android 14. Về hiệu năng, thiết bị đạt được 15.000 điểm trong bài kiểm tra GPU, tương đương với con số của S24 Ultra. Đáng chú ý, mặc dù không có hệ thống tản nhiệt như trên dòng Galaxy S do ảnh hưởng từ thiết kế màn gập, nhưng Z Flip 6 vẫn cho thấy sức mạnh ấn tượng. Đây được xem là nỗ lực đáng khen ngợi của Samsung trong việc cải thiện hiệu suất trên smartphone gập. Nguồn tin cũng cho biết thêm, chiếc máy sẽ được trang bị màn hình phụ lớn hơn phiên bản tiền nhiệm, đồng thời hỗ trợ tần số quét 120Hz. Một số thị trường cũng có thể đón nhận biến thể sử dụng chip Exynos 2400. Với những cải tiến mạnh mẽ như trên bao gồm cấu hình và trải nghiệm, Z Flip 6 hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Samsung trong phân khúc smartphone gập. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.